Hello mọi người, thì dòng kem body này thì mọi người đã quen thuộc rồi ha. Thì hôm nay thì cũng review lại là tại vì mỗi ngày Thư đều xài sáng và tối hai lần như thế này thì cái da của mình nó mới trắng đều màu được nha mọi người nha. Khi mà mọi người xài da mọi người là cái em bé thì mọi người cũng yên tâm vì mọi người xài nó sẽ không có bị bết lên cái da của mình mà nó sẽ thấm rất là nhanh. Nó cực kỳ là mịn, với lại cái mùi hương trên cái da của mình á là mọi người thấy nó cứ thơm thơm vậy, nó rất là dễ chịu nha. Đây là cái dòng kem đó là dưỡng trắng nuôi dưỡng chuyên sâu nha mọi người. Nó chỉ có một cái lớp makeup nhẹ thôi chứ nó không phải là cái dòng kem mà makeup nha. Thì kem này nói chung là Thư bán mấy năm này Thư cũng xài luôn, là cũng mấy năm nay Thư cũng đã xài nha. Thì cái da của Thư á là nó sẽ ủ, rảnh thì Thư sẽ ủ. Thư ủ xong rồi Thư tắm rồi Thư sẽ thoa kem body. Một ngày Thư sẽ thoa sáng và tối hai lần nha.